Chào các bạn, trận cờ là một màn biểu diễn năng lực sát chiêu siêu hạng của một quốc thủ chứ danh trong lần đối diện giữa hai đế chế hùng mạnh của làng cờ tướng Trung Hoa. Một là Hồng Chí Loạn Chiến Vương và hai là Thiếu Hiệp Thủ Sơn Trịnh Duy Đồng. Giải quốc thủ tái Trung Hoa năm 2017, tuyệt pháp sắc sảo cứ như là một ván cờ thế kinh điển vậy. Hãy cùng xem Trịnh Cờ Tiên binh 7 tấn 1, Hồng đối chốt và Trịnh pháo 2 bệnh 5, khai cuộc của tình biến đổi. Nhưng chẳng có điều gì khác là thế được Hồng Chí mã 8 tiến 7, Trịnh đưa ngựa nhảy lên, Hồng lấy C7 8, Trịnh lấy C1 bệnh 2, Hồng tới đây phi ngựa cánh còn lại. Và lựa chọn của Trịnh không phải là cao xe lên quá hà, mà lại dùng mã 8 tiến 7 thất lộ mã triển khai. Bởi vậy Hồng có cơ hội pháo đầu tiên qua sông, ít nhất là cô triển đục thẳng vào quân chốt cánh bên kia để giam cầm, khiến cho C2 của Trịnh không đi được. Lựa chọn của Trịnh bệnh 5 tiến 1 vừa có thể hóa giải biến cờ này, vừa cũng như đe vào trung lộ của đối phương còn trống trải. Hồng dùng pháo 8 tiến qua, bởi vậy mà cao trào cuộc chiến sớm đã xuất hiện. Khi tới đây, Trịnh có thể thoải mái dùng binh 5 tiến 1 cấp công tiếp tục, và Hồng Thiên Vương tưởng 3 đã bổ lên. Trịnh mới vài nước nhưng đã có chốt để vừa dâng, chuẩn bị có thể đe dọa, ít nhất là làm cho chiến ngựa đường 3 của Hồng không biết chạy vào cửa nào. Thế đây Hồng C4 tiến 5 và Trịnh cũng bổ di lên để đợi chờ. Không phải là về phía của Trịnh có chốt qua hà mà có thể khuếch trương thanh thế của mình một cách dễ dàng. Khi tới đây, cả hai pháo của Hồng trong một trận địa rất nổi tiếng, lưỡng pháo qua hà làm cho những cánh chủ lực của Trịnh Duy Đồng cả tả lẫn hữu đều khó di chuyển. Tới đây Hồng Thiên Vương dùng pháo kê vào, ít nhất là giành quyền để nhòm tường, vẫn nước cờ lấy C1 bằng 2 tiếp tục. Trịnh Duy Đồng mã 7 tiến 5 giải quyết trước, và Hồng vẫn vậy lấy C1 bằng 2. Trịnh giải quyết cho pháo 8 của mình bằng một biến cờ khá bất ngờ, tức là lấy xe này bằng 8 ngay. Vì sao lại vậy? Hồng không thể nào để qua cơ hội mà dùng xe phải tiến qua một mạch, vừa có thể dương mình kiềm chế người. Xe pháo của Trịnh có phải là tự mình chuốc lấy hiểm cảnh? Khi tới đây làm sao mà giải quyết? Trong hình cờ lại càng bất ngờ hơn khi Trịnh mở binh 3, tức là tìm cách để kích đổi, rồi đưa mã 5 tiến 3, tiện cả đôi đường công lẫn thủ. Nhưng biến cờ này không phải là binh 7 tràn qua hà để cho Trịnh có thể thực hiện được mưu đồ tròn vẹn, mà Hồng Chí chỉ cần dùng pháo này đánh bật ra chốt biên, nhân tiện ngoắt ngược vào đuổi mã trung lộ, và quân ngựa này hẳn nhiên không còn cách nào, đành phải dì mã 5 thoái về đường 7. Đơn giản nhất sẽ là binh 7 đổ hà về phía của Hồng Thiên Vương chiếm ưu hoàn toàn. Nhưng đây lại là một bố trận mà tàn khốc hơn tất cả, khi Trịnh Duy Đồng bỏ luôn mã ngay từ đầu mới chỉ có vài nước, binh 3 đổi qua sông ngay để cho Hồng Thiên Vương dùng pháo 1 bằng 5, rồi mã này đã tấn diệt. Xe khử vào hai mã nhưng chỉ đổi đúng một pháo, vậy là Trịnh có phải là thất tiên hoàn toàn và thế trận của anh cũng sẽ vỡ vồn. Nhưng hãy nhìn kỹ càng cho trận địa ở trước mặt. Thứ nhất là thế công của Hồng Thiên Vương còn chưa kịp thời xuất hiện, và thứ hai, hai chốt tới đây của Trịnh Duy Đồng đã áp sát, đặc biệt cả đôi ngựa của Hồng Thiên Vương không thể nào xua qua hà được, ít nhất là vậy. Tới đây Trịnh lại dùng binh 3 tiến 1 hăm hở đuổi vào mã còn lại. Đương nhiên rằng điểm bảo toàn chỉ còn đúng một cách là mã 7 nhảy về cánh biên, nhưng làm như vậy thì có thể nào đủ sức mà cầm cự? Xem chừng trước mắt thì ổn thỏa, nhưng chỉ cần đúng hai tiên cờ tiếp tục, Trịnh sẽ lấn lướt hoàn toàn. Hồng Chí đắc quân nhưng lại thua rất thảm. Đầu tiên là gì? Pháo 8 tiến thẳng, mượn vào sĩ đối phương làm ngòi đuổi bắt một cách giáo giết. Chỉ còn cách lấy sĩ này quay đầu, rồi hoặc là xe 8 tấn thẳng lên đuổi vào mã 3. Nhưng hoặc là binh 6 tiến 1 cũng đủ gây ra một nỗi đe dọa. Chỉ cần tiếp cận lên, vỡ trận hoàn toàn, lấy xe 5 bành sườn, thì chốt này đục luôn cả binh, rồi đuổi bắt tiếp tục. Mã quay về trung lộ thì quá nguy hiểm. Còn mã rời về cánh biên, pháo này tấn 1, ngựa 1 phải quay về đường 3. Rồi lại tiếp tục binh 7 tiến 1 chờ cơ hội để áp sát vây tử, cho nên xe 8 tấn lên giữ căn. Thì quân xe này chỉ cần tiến một mạch đe dọa vào binh trung lộ, binh này mà bị đánh thủng đương nhiên là thua to, cho nên binh 5 phải tiến lên 1 thoát thân. Rồi lại lấy xe này trở sang để chuẩn bị đưa tướng quân xuất cung đe dọa, sĩ phải bổ tất nhiên, và tiếp tục là dùng binh gọi án tử, cho nên xe này buộc phải quay đầu những đường đi gần như là bất buộc. Rồi tới đây xe 4 rời về đuổi bắt pháo trước, pháo 8 này tấn chạy, rồi mới đưa tướng để xuất cung. Chỉ còn cách lấy xe này chồng sang mời đổi, nhưng chốt chỉ cần đưa vào, không gì có thể ngăn cản được binh đối phương tiếp cận lên cả. Tại vì tới đây
bổ xít lên thì toi mạng. Pháo chỉ cần quay đầu, một trong hai xe tắc tử. Và đương nhiên không còn bất kỳ một thế trận nào mà về phía của đỏ có thể gắng cửa cả. Cho nên biến cờ này chắc chắn về phía của loạn chiến vương chẳng mấy chốc mà tơi bời khói lửa. Và cũng là một cạm bẫy kinh điển của thể loại bố trận này. Mời các bạn hãy cùng xem trong trận cờ thực chiến. Thì Hồng Chỉ tới đây đã giải quyết lấy xe 5 bệnh 2. Chấp nhận là Trịnh Duy Đồng có thể dùng chốt này tấn 1 đòi lại quân. Giờ nhờ vậy mà kiềm chế luôn cả xe pháo của Trịnh. Xem như cuộc thể quân bệnh và Trịnh có hai chốt đổ hạ. Nhưng kiểu gì xe pháo trên đường này cũng sẽ bị vây tử. Tới đây loạn chiến vương đưa xe 8 cao lên cửa hạ. Xe pháo trên đường ngang hỗ trợ, bởi vậy quân xe này có thể linh động, ít nhất là chém lại một binh. Nhưng Trịnh binh 6 tiến 1 thỏ lên để quấy rối ngay. Chuẩn bị là dùng chốt này đổ sang, đương nhiên rằng quân ngựa đường 3 chính là mục tiêu. Tới đây Hồng Chí dùng xe 8 bệnh 7 vừa tháo chạy vừa đánh đuổi. Và Trịnh Duy Đồng chốt 6 bệnh 7 ngay. Và nếu như ngay tại đây Hồng Chí lựa chọn đưa ngựa quay đầu thì cuộc chiến sẽ tiếp tục. Mà chắc chắn sẽ còn dẫn nhau rất quyết liệt ở trung đàn. Về phía của Trịnh tốt nhất có lẽ lấy pháo 5 rời hình, rồi tiếp tục sẽ gác tường. Sau khi đối phương lấy xe này thủ tiêu, tường 7 xe tấn 5, rồi quân xe đường 8 sẽ được huy động. Và tất nhiên mỗi bên đều có những điểm dè chừng cả. Mặc dù Trịnh có chốt này đổ hạ, nhưng hai xe của Trịnh lại rất khó để triển khai. Hồng Chí vẫn sẵn sàng cho một trận chiến đầy đủ sức bật. Nhưng trong thực chiến thì Hồng Chí tới đây quyết định đưa ra một biến cờ táo bạo. Đoạn ở đầu là Trịnh phế cây, còn lần này tới lượt của anh. Pháo 8 bệnh 3. Chấp nhận cho Trịnh lấy chốt này tấn diệt, rồi đoạn dùng pháo này quay về ngay. Nhân tiện một trong hai việc, bắt chốt vừa thứ hai là nhòm tưởng. Tại vì sao? Tới đây giả thử Trịnh Duy Đồng dùng xe này tấn thẳng đe dọa vào binh trung lộ, thì chỉ cần lấy xe 2 tiến 1 diệt pháo trước. Đây mới chính là thứ tự hiểm, làm cho Trịnh phải buông cờ nhận thua. Khi đương nhiên rằng không thể nào đủ sức, đối phương thế công quá lớn mạnh. Bởi vậy, sau nước cờ dùng pháo này quật về, về phía của loạn chiến vương đang còn ấp ủ cho những toan tính nhất định, mà Trịnh Duy Đồng cũng chỉ còn cách là xi này tấn lên, tạo ra một đòn pháo gánh vững chãi để cố thủ. Và hẳn nhiên quân tường đường 7 nếu như bị tấn diệt thì cũng không phải là ra chiêu. Tới đây, lựa chọn của Hồng Chí, bình 5 tiến 1, và Trịnh lấy xe này bình 8 ngay. Một nước cờ thoát thân xem như là kịp thời. Chuẩn bị là xe này đổ chốt, rồi thông suốt một mạch lên tuyến trên. Thấy vậy Hồng Thiên Vương bình 5 tiến 1. Cuộc cờ vì vậy mà ngày càng trở nên căng thẳng. Khi tới đây, không thể nào Trịnh có thể ngăn cản bình 5 của đối phương áp sát, thì pháo gánh kiểu này làm sao mà giữ được lâu dài. Trịnh tiếp tục pháo 8 bình 7 để kê đổi. Nếu như đổi đi thì cuộc cờ sẽ chuyển tàn một cách chóng vánh hơn cả. Hồng Chí còn 2 xe và 2 chốt, còn về phía của Trịnh còn 2 xe 1 pháo. Nhưng quân binh ở đường biên này khó mà toàn mạng. Đương nhiên không hề có lời chút nào. Tới đây Hồng Chí dùng pháo này rút chạy quật sang binh bên kia, nhân tiện để nhòm tường. Và Trịnh Duy Đồng tới lượt của mình lại phế quân, tức là quân tường ở đường 3 bỏ mạng, dùng xe 9 thông vội vàng để diệt chốt. Hồng có thể đưa ra trận, mở ra một cuộc phản kích xem như là đầu tiên. Tới đây Hồng Chí dùng pháo này để chém tường. Và Trịnh Duy Đồng đưa sĩ đảo về. Hồng dùng binh 5 tiến 1 đánh đuổi một cách giáo giết. Trung pháo vì vậy mà không thể nào duy trì. Dùng pháo 5 rời hình ngay. Giờ Hồng lấy xe này bẩn sang đánh đuổi. Pháo 7 buộc phải chạy. Tạt ra đường 8. Giờ Hồng quyết liệt dùng xe này tiêu diệt luôn cả tường, để chuẩn bị cho con đường binh 5 tiếp cận khi mà đối phương lệch pháo, hoặc là xe 7 sẽ được điều động. Chưa kể nước cửa kinh đầu khác là pháo 7 bẩn sang để chém sĩ, rồi xong xe sẽ gọi hồn. Dựa vào một yếu quyết là khuyết sĩ kỷ xong xe, Hồng Chí đang quyết định trong một canh bạc tốt tay. Tới đây Trịnh Duy Đồng cũng chẳng phải tay vừa khi thành ra là một thế công. Đầu tiên dùng xe này cầm chiếu trước, sĩ phải rời, rời pháo 8 hỗ trợ sau. Sĩ mà tấn lên bung bét cả, khi là một thế pháo lan quá hiểm, cho nên Hồng chỉ còn cách lấy tường mở về. Giờ Trịnh lại rời xe, giữ được một tuyến ngang quan trọng và chuẩn bị cho một nước cờ khác vừa công lẫn thủ, tức là lấy xe này vỗ mặt ít nhất là quân binh giữ trung lộ. Hồng Chí không còn. Tới đây sĩ 6 tiến 5, việc trước sau cũng phải làm. Trịnh xe 9 vẫn bình vào đánh đuổi nhằm vào binh. Hồng tới đây biết vậy, nhưng giả thử lấy chốt 5 bình xe đường 4 có phải là một cách tháo chạy khôn ngoan. Chỉ cần đúng một nước tiếp theo thì Hồng Chí buông cờ ngay, không phải là pháo 6 kê vào trung lộ.
mà chỉ cần xe hai tiến một mảnh để bịt ngay ấu tưởng, chuẩn bị cho đại đao xuyên tâm, hoặc là xe 5 tấn 2, hoặc là xe 2 móc thẳng vào, thấy mà không thể nào đỡ nổi sát, cho dù có ba đầu sáu tay. Bởi vậy ngay tại đây, cần phải giữ lại chốt nhưng nhân tiện để giải sát, thì cuối cùng cũng chỉ còn đúng một cách là Hồng Chí lấy xe 3 bằng 2 để đánh đuổi, nhằm vào pháo 8 của Trình. Nhưng Trình không phải lấy pháo này rút chạy ra cánh biên hay là rời về, mà lại một lần nữa quyết liệt với đường cửa cương mãnh, pháo 8 bành vào, diệt sĩ ngay. Nếu như không diệt thì sao? Thì thua to, dễ hiểu. Khi mà kinh thành tới đây của Hồng Chí tán loạn cả, và đối phương đã trả lại một quân như vậy, thời cơ này không thích hợp để tiêu diệt thì còn lúc nào? Lấy tướng quân để bệnh ra diệt ngay. Trình trả lời, dùng xe 5 tấn thẳng hai trường, khuyết sĩ thì kỷ sông xe. Tức là mất đi một quân thì đã khổ, huống hồ gì cả đôi sĩ của Hồng Chí đã bị tiêu tan. Cho nên, chỉ cần chiến xe này mà ra trận được, Hồng Chí sẽ phải thua. Hoặc là gì? Xe 2 tiến lên ngay cửa hà, quá hà, thì đương nhiên rằng Hồng Chí chỉ còn cách bại. Cho nên tới đây, vừa đánh vừa thủ, làm sao mà ngăn cản ít nhất là cho nước cờ này. Lại phải dùng pháo 7 bẩn sang để bình diệt. Tới đây, sĩ buộc phải tháo về phòng ngự. Rồi lại, tường 7 tấn 5. Thứ nhất là nước cờ thăng xe lên của đối phương không thể nào làm được. Khi về phía của loạn chiến vương đã thủ sẵn trước, là dùng xe 7 cầm chiếu trước, tướng thượng lầu, rồi rời xe. Pháo này có thể bọc lót nhưng chẳng đáng kể, mất mạng và vẫn phải thua trận. Cho nên cũng là lý do cho nước cờ phế pháo vừa rồi của loạn chiến vương, một ván cờ hấp dẫn tới tận cùng. Nhị vị cứ liên tục đáp trả nhau bằng những đòn cờ phế cây, không ai chịu nhường ai cả. Tốc độ ai nhanh hơn thì sẽ là người quyết định kẻ thắng người bại. Cho hình cờ này Trình Duy Đồng để nguyên vậy, binh 7 tấn 1 ngay. Đây mới chính là một nước cờ vô cùng đặc sắc của Trình, không phải là pháo xe giữa lúc tình cảnh của đối phương đã trở nên hỗn loạn, mà lại đưa một chốt vượt qua sông. Không phải là cuộc tấn công này vì vậy mà trở nên trì trệ, chậm chạp. Cho hình cờ nếu như loạn chiến vương hoặc là lấy xe này, hoặc là tưởng tấn lên để diệt, tất nhiên là thua. Tại vì xuất cục này chẳng những không còn, mà nước cờ dùng xe này cắm thẳng cũng không ai mà phòng ngự cả. Bởi vậy quân xe hoặc tưởng đành phải án binh bất động. Tới đây lựa chọn của Hồng, binh 5 tiến 1 ngay, đánh thẳng vào giữa cung điện. Ít nhất là câu chuyện bắt đuổi vào pháo, giờ tiếp tục là sát chiêu, làm sao mà Trình cầm cử. Câu trả lời tới đây là một sát chiêu như trời giáng, dùng xe này cắm thẳng, chiếu ngay. Nếu như Hồng Thiên Vương lấy xe 7 quay về để kích đổi thì sao? Đơn giản nhất và thực dụng, lấy xe này tiêu diệt, tưởng 5 quay đầu, rồi dùng xe thủ tiêu luôn cả binh. Về phía của Hồng Chí chỉ còn cách là xin hàng, không làm sao mà đỡ nổi sát cục cả, cho dù đã thế trước, chốt 7 bẩn sang, rồi cứ từ từ ủi lên một mảnh. Cho nên cũng là lý do, rời xe về kích đổi thì thua. Mà còn cách khác, tưởng 5 thoái về đường 7 trong thực chiến, Hồng Chí đã lựa chọn. Trình trả lời cho một sát chiêu kinh hoàng, chốt 7 bẩn 6 ngay. Hồng Chí không đỡ nổi, đành phải đầy bàn, xin thua trận. Tại vì tới đây, chỉ còn đúng một cách giải, chốt 5 bẩn sang diệt pháo. Về phía của Trình, xe 5 tấn 1. Nước cờ lấy chốt này lệch ra, Trình đã tính toán một cách kỹ càng, cho tướng quân có thể lộ diện. Bởi vậy, một sát cục ám ảnh về phía của loạn chiến vương chính là song xe gọi hồn. Tường 4 tấn 1, rồi xe này rời về. Tướng leo lầu, hoặc là dùng binh này tiến 1, hoặc là đưa xe móc thẳng vào, hãy để Lao Nguyệt cũng thắng được. Còn trận đấu tiếp theo giữa Tôn Trung Trinh Bạch Miêu và Ngọc Diện Thần Quân Tử Duyên. Trong cuộc thì Tôn đi trước, mã 8 tấn 7, tưởng dấu chốt kiềm chế ngay. Tôn thấy vậy, pháo 2 bệnh 5, cũng là một cách khai quân theo tính biến đổi, để làm cho bất ngờ của đối thủ, không phải là không đổi pháo trận. Tử Duyên dùng mã 8 tiến 7, Tôn đưa ngựa để phát triển, rời tưởng lấy xe bệnh 8, Tôn đưa xe 1 bệnh 2, tưởng tới đây phi ngựa cánh còn lại, và Tôn tiến chốt của mình. Thành ra cũng là một đối trận cơ bản, ngũ bắt pháo, tiến tam bình đối bình phong mã trận, Tử Duyên xe 1 tấn 1 khởi hoành, Tôn bình nằm dốc lên, đe dọc vào trung lộ của đối phương còn trống trải, tưởng phớt lờ lấy xe 1 điều quá cung ngay. Vì chiêu này cho nên Tôn Dũng Trinh không thể nào cấp tấn trung binh. Khi mà binh 5 tiếp tục tấn 1, đối phương làm dày trung lộ thì quân binh kiểu gì cũng phải to cả, trả lại cho đối phương. Tôn Dũng Trinh xe 2 tấn 3 trường để có thể giành được một tiếng ngang quan trọng trước khi đối phương lại thỏ xe qua đánh mất. Và làm cho, đặc biệt là chiến mã đường 7 không còn cơ cửa nào để đi cả, kiểu gì cũng khó chơi.
Tế Lê Tưởng Xuyên căn cứ vào việc này, nước cờ dâng xe lững thững của đối thủ, đưa pháo tám tạt thẳng ra đường biên mời đổi. Nếu như đổi quân, ngựa của Tưởng mặc dù quay về, nhưng Tôn lại vất vả phòng ngự với chiêu này, cho nên lại phải lấy xe 2 bành 6 ngay. Tưởng Xuyên xi 6 tiến 5, rồi Tôn pháo tám qua hà, để chuẩn bị có thể đánh thông suốt một mạch sang lộ bên kia, hoặc là câu chuyện dùng pháo tám bành 7 để vào chiến mã còn lại. Và đương nhiên rằng, nước cờ này sẽ hiệu quả hơn khi mà đe Tưởng vừa xuất cục, vừa làm cho Tưởng 3 phải bổ lên thì họa sĩ Tưởng không hề hợp lý chút nào. Và chưa kể lấy dưới bành 8, Tôn Dũng Trinh kiểm soát hoàn toàn về thế trận, cho nên tới đây Tưởng mã 3 tiến 2 để ngăn chặn, và Tôn dốc chốt biên ngay. Lựa chọn phương án là đại xuất xe có lẽ là vậy, tức là dốc liên tục hai nữ chốt đối với binh ở đường biên này để đưa xe nhập cuộc ngay kỳ hà của đối thủ. Tới đây Tưởng Xuyên xe 6 thỏ lên đánh đuổi vào mã của Tôn. Mã của Tôn lúc này không còn quá nhiều lựa chọn, dùng pháo để của sang chốt, hòng là gì giữ cân ngựa, giờ tiếp tục là bổ sĩ đuổi lấy xe. Tưởng 7 đã tấn 5, và Tôn dốc chốt tiếp tục. Tưởng buộc phải sớm chấp thuận, xe này đã tấn diệt đuổi mã. Giờ mã của Tưởng Xuyên khó đi cho nên phải quay đầu về. Tôn Dũng Trinh binh 7 tấn 1 ngay. Với lựa chọn này làm cho cao trào cuộc chiến sớm đã xuất hiện, tức là Tôn tìm cách để bỏ một chốt để triển khai mưu đồ. Mưu đồ ở đây là gì? Nếu như Tưởng chấp thuận thì sao? Đầu tiên là Tôn xi 6 tiến 5 đánh đuổi, quân xe này của Tưởng buộc phải rút chạy, và chỉ còn cách là quay về tiết hậu phương của mình. Còn cho dù những lỗ khác cũng chẳng hề có ý nghĩa gì cả, đặc biệt là quay về đuổi pháo thì càng vô nghĩa khi binh 3 được dịp lại qua được hà. Còn tới đây, về phía của Tôn, mã 7 nhảy ra bên này để đánh chốt. Quân chốt này gần như không thoát được, và chỉ còn đúng một cách là chốt 3 bành 2 để ngăn chặn. Chặn việc mã 9 tấn 7 thì sẽ rất nguy hiểm. Nhưng tới đây, Tôn còn có nước hiểm, pháo 5 bành 7. Cục diện của Tưởng Xuyên vỡ trận hoàn toàn, cho dù đã trông thấy trước đường tiến công của đối thủ, tức là dùng xe tấn một mạch bịt eo Tưởng để lấy pháo công sát ngay. Cho nên tới đây, dùng pháo 9 quay đầu để phòng ngự trước cũng vô nghĩa cả. Khi còn cách khác, Tôn lấy xe 6 bành 7, mã đường 3 chẳng mấy chốc rơi về hiểm cảnh, rất khó để cầm cự lâu dài. Cả một cánh phải chống trải, Tưởng Xuyên không thể nào tránh khỏi đối phương sẽ đè nặng sức ép khi hai xe đã lệch sang lộ bên kia. Cho nên nước cờ bỏ chốt này, Tôn cũng đã tính toán rất chu toàn. Nhưng Tưởng Xuyên cũng kịp thời đã phát giác ra, cho nên thay đổi xe 8 tấn 3 trường đuổi pháo trước là một thứ từ rất khôn ngoan. Tới đây Tôn Dũng Trinh xi 6 bổ lên để có thể giải vây cho chiến ngựa của mình đuổi xe trước. Nhưng Tưởng Xuyên tháo chạy không phải bất kỳ một lỗ nào, mà lại đưa về toàn hạ ngay, cuộc cờ vững chắc hơn cả. Nếu như tới đây dùng pháo này mà rút chạy thì gần như đã vô phương, dùng binh này lao qua hạ thì cũng toi mạng. Cho nên Tôn đành phải dùng binh 5 tiến 1 mở đường máu vẩy. Tưởng Xuyên lấy xe này bành sang mà diệt, rồi Tôn lấy xe 6 bành 8 đánh đuổi. Tưởng lại dùng pháo 2 dâng cửa hạ. Tôn không làm được gì, mã 7 tiến 5 đuổi quyết liệt vào chiến xe. Xe của Tưởng tạt ra đường 8, rồi lại đường mã 3 tuần 4. Cuối cùng đã thành công trong việc giữ lại pháo 3 của mình, nhưng trận địa cũng vì vậy mà đã tơi tả, không thể nào diễn ra theo đúng mưu đồ. Tưởng Xuyên đưa pháo của mình chém chốt, bắt xe bên kia. Tôn vất vả đưa mã 5 quay đầu rút chạy đánh đuổi ngược, và Tưởng Xuyên dùng pháo 9 quay đầu để có thể mời đổi. Tôn dùng pháo 5 bành 7 ngay. Tới đây Tưởng dùng mã 3 tấn 4 để kích đổi. Dựa vào việc đổi khi mà pháo này vọt sang, đương nhiên rằng đang còn tích cực bắt lấy xe, cho nên tới đây Tôn không làm, dùng pháo 3 quay đầu về, tạo ra cuộc đổi gần như là hàng loạt. Tất nhiên nếu như Tưởng Xuyên đầu tiên lấy Tưởng 5 tấn 7 mật diệt thì việc của Tôn chỉ cần đưa chốt này qua hà, nhân tiện đuổi bắt cả ba, vừa pháo 2 lẫn ngựa. Nhưng quan trọng nhất là pháo này đang còn đe Tưởng sát chiêu, cho nên lấy Tưởng quay về, chốt chỉ cần thủ tiêu, và pháo này sẽ gặp nguy hiểm, giải quyết kiểu nào thì cũng chẳng mấy ổn, cho nên sẽ là lý do đầy bất lợi. Tưởng Xuyên không thể nào lấy Tưởng tấn lên diệt pháo của Tôn được, mà cái khác lấy mã này phóng qua mời đổi, và Tôn Dũng Trinh đưa pháo này vọt sang nhân tiện bắt lái xe. Tưởng binh này trổ đường thoát thân vội, rồi tiếp tục Tôn cũng đầy giáo giết binh 3 tiến 1, tức là tìm cách pháo và chốt đang bắt đuổi xe một cách giáo giết. Nhưng đây là kế hoạch thoát ngòi,
để cho việc Mã Ba có thể rảnh tay mà tiêu diệt. Nhưng tới đây Tưởng lại rút chạy vào đúng một lộ rất khôn ngoan. Xe 8 tấn 2 trường, nếu như diệt Mã lên thì xe này tôi mảng, cần tìm cách lấy xe này trốn chạy đi thì quân ngựa của Tôn cũng không còn. Cho nên tới đây chẳng còn cách nào, đành phải vậy lấy xe 8 bằng 2. Bởi vậy kế hoạch vừa rồi của Tôn chính thức đã gầy ông, đập lưng ông, không bắt được quân nào, mà mở đường cho Tưởng Mã 6 tiến 8 ngọa tạo ra một thế tiến công rất hiểm hóc. Tới đây vất vả dùng pháo 8 quay đầu về để phòng ngự trước khi đối phương Mã 8 tiến 7. Và Tưởng Duyên dùng binh này tiến 1 đuổi pháo 7, pháo 7 kê vào trung lộ. Giờ đoạn dùng binh 3 tiếp cận ngay, gần như không thể nào ngăn chặn việc đối phương sẽ tiếp cận chốt lên để đánh đuổi. Pháo 8 kiểu gì cũng sẽ bị vô hiệu. Cho nên tới đây Tôn Dũng Trinh dùng pháo 8 cắm một mảnh, trở thành thiên địa pháo trận. Ít nhất là gì, khi mà binh đối phương tiếp cận lên thì dùng pháo này quật đi Tưởng, rồi tiếp tục để mưu đồ tiến công. Chuyện đâu có dễ như vậy. Tưởng Duyên dùng mã này quang chiếu ngay, tướng bật ngựa, rồi diệt pháo không ngại ngần. Tưởng 7 đã bổ lên. Đoạn thứ khác, binh 5 tiến 1, tìm cách là gì trả lại cho đối phương. Nhưng tới đây nếu như Tôn lấy xe này bình vào mà diệt thì liệu rằng có đủ sức để qua khỏi. Khi mà Tưởng Duyên lấy xe 8 bình 2, nhất thạch song điêu. Tới đây vừa dùng xe đuổi pháo thì đã đành, mà pháo chạy thì cũng chẳng còn cửa nào mà thoát cả. Khi đối phương xông xe sẽ gọi hồn, quả vậy dùng xe này cầm chiếu trước. Nếu như lựa chọn tướng thượng lầu thì chốt liên tục tấn lên rồi xe quay về xa chiêu, quân chốt này chẳng khác nào là một chiến xe thứ hai cả. Cho nên chỉ còn cách lấy Tưởng 5 thoái về đường 7. Nhưng làm sao có thể cầm cự khi đối phương lấy xe này tiêu trừ vào Tưởng tấn 1, rồi bệnh xe vẫn là xông xe gọi hồn đầy ám ảnh. Chốt này tiến trước rồi xe này rời về sau. Chỉ còn cách lấy xe này tấn lên để sau khi chốt này chiếu thì tướng vào trung lộ. Nhưng xe chỉ cần quay đầu một thế sát cơ bản, Tưởng thoái 1, rồi tiến binh đe dọa, tướng phải vào và đóng cửa cải then. Tôn chỉ còn cách là nhận thua. Cho nên kế hoạch bỏ binh ở giữa trung lộ thì Tưởng Duyên không hề đơn giản, và Tôn cũng gần như đã phát giác ra việc này. Lựa chọn của anh vào 8 tạt ra đường biên ngay. Tưởng vẫn vậy lấy xe 8 bằng 2, chẳng gì khác là đe dọa những hiểm chiêu vừa rồi. Tôn chỉ còn cách lấy Tưởng đảo về, nhưng không vì vậy mà dễ bề để cầm cự. Khi Tưởng Duyên vẫn quyết liệt tấn xe lên đuổi một cách giáo giết, nếu như là lựa chọn, Tưởng 3 tiến 5 cũng vỡ trận hoàn toàn. Khi tới đây về phía của Tưởng dùng pháo 9 cầm chiếu ngay, quân người này cũng phải khốn khổ quay đầu về ở vị trí ban đầu vậy, chưa biết mất mạng vào lúc nào. Rồi dùng binh 3 tiến 1, chuẩn bị là xe 2 quay đầu, rồi đưa chất vào gõ cửa, thấy trước một đoạn rất dài. Nhưng Tôn đau khổ mà buông cờ nhận thua, không thể nào cầm cự nổi. Bởi vậy cũng là lý do mà trong thực chiến Tôn đành phải khổ đau. Nhìn thấy chiến tướng của mình đang bị vây đuổi, đành bỏ mạng lấy tướng vào trung lộ, lo cho tướng quân của mình. Nhưng Tưởng Duyên không phải lấy xe này bình vào mà diệt. Pháo 9 bình 5 mới thật sự là kinh hiểm. Tới đây nếu như Tưởng mà bổ lên thì thua ngay, và chỉ còn cách lấy dĩ quay đầu về. Rồi Tưởng Duyên mã 7 tiến 5 phi vào trung lộ, và chuẩn bị sẽ là mã 5 tiến 3. Xem như đường hy vọng để tiến công của Tôn không còn, mà kể cả tới đây nước ngựa bay thẳng qua hạ cũng không thể nào ngăn chặn, đành phải lấy xe này bành vào diệt chốt bắt cả đôi. Tưởng Duyên dùng mã 5 tiến 7 vừa có thể giải vây kịp thời, tiêu trừ đi một hậu hỏa, cũng là hy vọng cuối cùng của Bạch Miêu. Tới đây Tôn còn muốn gắng gượng để cầm cự cho nước cờ dùng mã 7 tiến 6 phế pháo, rồi bắt xe nhảy mã phục sát của đối phương, đã quyết định mã 3 tấn 2. Tưởng Duyên ra tay rất gọn gàng, mã 7 tiến 8 ngay vẫn đe dọa, nhảy chế vị trí này, rời xe 1. Bất buộc Tôn Dũng Trinh tướng quân thượng lầu, thì Tưởng Duyên lại rời xe sát cục ngay, không thể nào đỡ nổi, đành phải quy hàng. Câu chuyện ở đây cũng dễ hiểu, nhưng xin được bày biện cho các bạn một xét cục. Về phía của đen lần lượt phải đi tất cả chốt, cả mã, lẫn pháo, rồi sát chiêu bằng xe. Tới đây không thể nào dùng tướng quân quay đầu, tại vì mã xe nhảy một trong hai lỗ sát chiêu, cho nên chỉ còn cách tướng 5 tấn 1, thì chốt này lóc vào để chiếu ngay. Không còn cách nào, đành phải lấy tướng bành ra mà diệt. Rồi mã 8 tấn 6, sát cùng nguội, chuẩn bị là xe 2 thoái 1. Bởi vậy đỏ sẽ còn hai cách, hoặc là đầu tiên tướng vào trung lộ, thì xe này quay chiếu ngay, tướng thoái 1, rồi mã rời về. Vừa chiếu tướng, vừa có thể bắt được xe,
nhưng cái hiểm không cần bắt xe mà vẫn thắng được. Chỉ còn cách là tướng quân phải chạy. Nếu như chạy đường 6 thì tiền mã hủ phó rất chiêu, mà chạy đường 4 thì xe này chồng sang cũng không đỡ nổi. Cho nên chỉ còn lựa chọn tướng quân quay về, và xe 2 chỉ cần tiến 1, đòn cờ muộn sát. Chuẩn bị là mã 4 tiến 6, hoặc là xe này đóng thẳng vào giữa cung điện, hai cách sát chiêu mà đỏ chắc chắn không thể nào đỡ nổi. Bởi vậy đó cũng là lý do sau nước cờ muộn sát này, về phía của đỏ không thể nào tường 6 vào trung lộ, mà chỉ còn cách là quăng thưởng lên. Lúc này đen sẽ làm gì? Chỉ cần dùng xe quay đầu về, chuẩn bị đe dọa sát chiêu, không thể nào là quăng thưởng đi, tại vì xe này lệ tấn 1, cho nên chỉ còn cách là bành xe sang giữ lộ. Và về phía của đen còn cách lấy pháo này chồng sang, vấn đề sát cục, xe này phải diệt. Giờ tiếp tục mã nhảy về chiếu. Nếu như tướng quân quay đầu thì xe này tấn lên sát chiêu, còn bắt buộc là xe 6 bệnh 5. Và đây chính là sát cục đã được bàn. Khi mà đen phế đi tất cả, chỉ cần dùng đúng bộ xe sát cục ngay. Những trận cờ rất hay của những đại cao thủ. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn